người thực hành phương pháp tĩnh tâm còn phải biết vượt qua những tấm màn vô minh mới sử dụng được các giác quan tinh thần khi tập trung tâm thức quán chiếu vào bên trong người thực hành sẽ gặp phải những chướng ngại rất lớn bởi sự khơi dậy của các hạt giống nằm sâu trong tàng thức trong thiền tập đây gọi là ma cảnh ông chris cho biết có năm loại ma cảnh tương ứng với năm yếu tố cấu tạo thân xác đó là sắc thọ tưởng hành và thức người tu thiền khi đạt được đến mức tập trung tư tưởng kiềm chế được vọng tưởng tiến sâu vào tâm thức thì các hạt giống nằm sâu trong đó sẽ phát động hiện ra những điều lạ lùng khiến người tu tập dễ xa ngã nếu đó là những hình ảnh hay màu sắc thì đó là ma cảnh hay là ảo giác của sắc form nếu đó là những cảm giác vui buồn hoan lạc sung sướng thì đó là ma cảnh hay ảo giác của thọ feeling nếu đó là những khả năng như thấy được quá khứ nhìn được tương lai bay trên không trung thì đó là ma cảnh hay ảo giác của tưởng thinh kinh nếu đó là những nhận xét về sự biến chuyển sinh và diệt đến và đi thấy mọi vật hoạt động ra sao thì đó là ma cảnh hay ảo giác thuộc vẻ hành mytho-formation. nếu nhận thức mọi vật rõ rệt việc gì cũng biết trí óc tự nhiên thông minh sáng suốt rồi thì nghĩ rằng mình đã thành công đã trở thành một đấng nào đó hay thần linh thì đó là ma cảnh hay ảo giác thuộc về thức consciousness tôi hỏi ngay nếu thế trường hợp hồi tưởng kiếp sống quá khứ của ông có phải là ma cảnh không thomas mỉm cười trả lời đã có lúc tôi nghĩ như thế và tự hỏi việc này có thật hay chỉ là tưởng tượng qua các trải nghiệm hết sức rõ ràng những chi tiết về các kiếp sống trong quá khứ và qua nhiều trải nghiệm thì tôi biết rằng đó hoàn toàn không phải là tự kỷ ám thị tôi cũng đã hỏi ông chris về việc này và ông chris đã xác nhận rằng tôi đã từng tu tập cùng ông ấy trong bốn kiếp sống tại ấn độ và tây tạng khi đó cả hai chúng tôi đều là tu sĩ qua công phu lúc đó tôi đã phát triển được định lực rất sâu khai mở được các giác quan tinh thần nên nhớ được tiền kiếp tuy nhiên dù đã tu hành trong những kiếp sống đó nhưng vì những nhân duyên phức tạp từ trước nên tôi vẫn phải trở lại để trả nghiệp quả khi đầu thai trừ những bậc tu hành cao thâm thì phần lớn mọi người đều u mê không còn nhớ gì nữa biết thế nên từ kiếp sống trước tôi đã phải nhờ ông chris giúp để phục hồi những khả năng này và để tiếp tục con đường tu tập khi xưa thomas nhìn tôi rồi giải thích thêm anh nên biết bộ óc vật chất của chúng ta chỉ được cấu tạo trong kiếp sống hiện tại và chỉ hiện diện trong kiếp sống ấy khi chết thì nó tan rã khi đó không ai có thể nhớ được những sự kiện đã xảy ra hàng trăm hay là hàng ngàn năm về trước tuy nhiên tất cả mọi sự đều được lưu trữ trong tàng thức và nếu đi sâu vào tâm thức đó người ta có thể biết được các kiếp xưa có lẽ anh cũng biết đôi khi có những hình ảnh lạ lùng nào đó xuất hiện trong tâm chúng ta nhưng ta lại không thể nhớ đó là gì thật ra đó chỉ là ảnh hưởng của những giác quan tinh thần phát động mà thôi đôi khi đến một nơi trốn xa lạ nào đó hay là nhìn thấy hình ảnh một thắng cảnh hoặc địa danh nào đó tự nhiên anh cảm thấy quen thuộc như đã từng đến nơi đó rồi. Đó chính là những ký ức rời rạc, phát xuất từ giác quan tinh thần mà nhiều người vẫn gọi là déjà vu. Đó là những chủng tử nằm sâu trong tàng thức đang phát động. Nhưng dĩ nhiên anh không thể biết gì hơn vì bộ óc vật chất của anh lúc nào cũng quay cuồng bởi nhiều ý nghĩ khác nhau nên đã che lấp hiện tượng trên. Muốn nhớ về các kiếp của quá khứ cần phải phát triển một sự tập trung cao độ để đào sâu vào tâm thức vì điều này đòi hỏi thời gian để khai mở các giác quan tinh thần tôi chợt nhớ vài việc nên hỏi thêm tuy nhiên có những người bình thường không hề tu tập nhưng vì lý do nào đó mà họ tự nhiên có khả năng đọc được tư tưởng của người khác thấy được một số việc trong quá khứ hay tương lai như trường hợp của các nhà tiên tri hay ngoại cảm ông nghĩ sao về việc này Thomas trả lời. Tôi cũng có hỏi ông Chris về việc này thì được trả lời rằng đó chỉ là những trực giác phát động bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Trực giác không phải là khả năng mà chỉ là các giác quan tinh thần phát sinh một cách ngẫu nhiên mà thôi. Nó đến và đi một cách bất ngờ mà con người không thể kiểm soát được. Có khi nào anh đến một nơi mà tự nhiên thấy dùng mình sờn gai ốc, sợ hai vô cớ hay không? đó chính là trực giác cảm nhận được một sự việc đáng sợ nào đó tuy nhiên ngay lúc đó bộ óc vật chất của anh đã làm việc phủ nhận hiện tượng trên có lẽ anh cũng biết loài vật sống nhiều bằng trực giác hơn con người đó là vì bộ óc của chúng chưa phát triển được như con người chúng chưa biết suy tư hay lý luận trên trực giác của chúng tốt hơn ví dụ như con chó có thể cảm nhận được hiện tượng vô hình hay là rung động bất thường mà con người không biết cũng không cảm nhận được gì hết con gà trống gáy đúng giờ trước khi mặt trời mọc chim bồ câu biết tìm đường về tổ cho dù bị mang đến một nơi rất xa loài cá hồi từ nơi rộng rãi cũng biết tìm về ao lạch mà chúng được sinh ra để đẻ trứng nếu quan sát thế giới loài vật ta có thể thấy trực giác đóng một vai trò rất quan trọng thomas suy nghĩ một lúc rồi nói thêm với những trường hợp anh đề cập có thể một vài người khi xưa đã từng tu tập và phát triển khả năng nào đó và kiếp này bất ngờ phục hồi khả năng xưa tuy nhiên đây là việc không bình thường nên phải cẩn thận bởi tự nhiên có quyền năng thì con người rất dễ lạc vào con đường nguy hiểm nếu họ nghĩ rằng mình đã trở thành một thần linh có quyền năng rồi lạm dụng những năng lực đó thì sẽ phải trả giá quả báo rất nặng điều này có thể ví như đưa cho một đứa trẻ khẩu súng đã nạp đạn sẵn sàng để xem nó làm gì dĩ nhiên nó có thể gây thương tích cho chính nó hay là cho người khác vì nó đâu ý thức được gì về sự nguy hiểm đó người hiểu biết có quyền năng cũng không bao giờ nói ra hay sử dụng quyền năng của mình vào bất cứ việc gì nhà tiên tri chân chính dù biết được tương lai cũng đều hiểu câu thiên cơ bất khả lộ một vài người chỉ để lại vài bài thơ vài câu nói vu vơ để cảnh báo nhân loại mà thôi cho đến khi sự việc xảy ra thì người ta mới hiểu được ngụ ý của bài thơ hoặc là câu nói trên thomas lại nói tiếp ngoài ra ông chris còn nói rằng có những người vì lý do nào đó lại cho phép những vong linh hay sinh vật ở cõi khác sử dụng thể xác của mình đó là hiện tượng xảy ra khi cầu cơ lên đồng hay ngoại cảm họ có thể nói được một số việc khi mê man nhưng lúc tỉnh dậy thì không nhớ gì hết bởi vì lời nói khi mê man ấy chẳng phải chính họ nói mà có ai đó ở cõi khác đã sử dụng thân xác của họ để tiên báo việc này việc kia vì ở cõi khác vong linh có thể nhìn thấy biết trước một số việc rồi mượn thân người sống để nói ra cũng như chúng ta có người thông minh có người khờ dại thì ở cõi bên kia vong linh cũng có trình độ cao thấp khác nhau cho nên kiến thức và sự hiểu biết của họ vốn không đồng đều đó là chưa kể một số vong linh còn phóng đại hay xuyên tạc mọi việc nữa vì thế những việc được nói ra có khi đúng có khi sai việc này là cực kỳ nguy hiểm vì một khi ta đã để sinh vật ở cõi khác sử dụng thân xác thì từ đó sẽ không thể kiểm soát chính mình được nữa cõi bên kia sẽ có những sinh vật bất hảo mượn xác người để đạt được những mục đích mờ ám có vong linh chỉ mượn xác người để thỏa mãn tham vọng cá nhân tự xưng thần linh, đòi hỏi mọi người cúng tế. Có vong linh trao đổi điều kiện với người sống, giúp họ việc buôn bán phát tài, thăng quan tiến chức, đạt chức tức địa vị hay quyền lực nào đó. Đổi lại, họ phải để vong linh lấy đi sinh lực của mình. Các buổi tế lễ sử dụng máu huyết súc vật hay nghi thức tế thần bằng cách giết người ở các bộ lạc man dợ đều thuộc vào trường hợp này. Những việc này không khác gì bán linh hồn cho ma quỷ vì sau đó người này sẽ mãi mãi trở thành quyến thuộc của động lực ma quái kia nghe theo sự sai bảo của chúng khi hoàn tất điều kiện trao đổi rồi vong linh bỏ đi khiến người sống tự nhiên mất hết tài sản quyền lực phải gánh chịu những hậu quả nặng nề